kính chào quý vị và các bạn. Hai ngày tới ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo là sẽ có mưa nhiều. Lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ 50 đến 100mm và có những nơi mưa trên 200mm. Với lượng mưa này rất có thể xảy ra ngập úng ở các khu vực đô thị và vùng trũng thấp hoặc là sạt lở đất và lũ quét ở khu vực vùng núi. Vì vậy quý vị có kế hoạch du lịch tới đây trong 2 ngày này thì nên lưu ý. Những ngày này thì lúa đã bắt đầu chín ở những thửa ruộng bậc thang vùng cao Y Tý, Lào Cai. Tuy nhiên quý vị vẫn chưa nên vội vàng tới đây đâu, vì dự báo là trong 2 đến 3 ngày tới thì vẫn có mưa nhiều và có thể gây ra sạt lở trên các cung đường đi tới địa điểm này. Dự báo là từ ngày 30 tháng 8 thì mưa sẽ giảm và trời khô ráo hơn. Đó là lúc quý vị có thể yên tâm tới những địa điểm này. Tại miền Trung, dự báo là thời tiết nóng bức sẽ còn kéo dài đến hết tuần. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ tư, các thành phố từ Vinh trở xuống đến Tuy Hòa, 35 đến 37 độ. Dù nằm ở miền Trung, nhưng Nha Trang lại có thời tiết khác biệt. Những ngày tới không nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở đây là 34 độ. Sau khoảng 3 giờ chiều thì không khí sẽ dịu mát nhanh do có gió biển thổi đều. Lưu ý là vào ngày thứ sáu thì khả năng là mưa dông sẽ xuất hiện về chiều. Tại khu vực Nam Bộ, trong đó có Cần Thơ, lại đang trong những ngày giảm mưa. Dự báo những ngày tới, mưa rào chỉ có thể xuất hiện về chiều tối. Trong ngày trời nắng 7 đến 8 tiếng đồng hồ nhưng không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất ở đây là 32 đến 33 độ. Nếu có dịp tới Cần Thơ thì quý vị hãy đến làng nghề bánh tráng Thuận Hưng để trải nghiệm quy trình làm bánh, di sản văn hóa phi vật thể của xứ Tây Đô. Và cuối bản tin là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.